thưa quý vị và các bạn, cây rau má là một loại cây rất dễ tìm kiếm trong vườn nhà của mỗi chúng ta, bởi vì loài cây này có đặc tính mọc lan, sinh trưởng nhanh chóng và có thể thu hoạch quanh năm. Loài cây này có vị đắng, tính hàn và có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Kiến từ chuyên gia bác sĩ về tác dụng của loài rau má này nhé. Chị chủ yếu là về thanh nhiệt giải độc. Những người mà có tính nhiệt, cơ thể nóng hoặc là bị nhiệt các thứ, mình có thể lấy một nắm rau má có thể giã và uống. Hoặc đối với trẻ, nhất là trẻ nhỏ mà sốt ấy, thì chúng ta cũng có thể sử dụng một nắm giã và cho trẻ nhỏ uống cũng giải nhiệt. Trường hợp mà hàn thì và lạnh bụng các thứ thì không nên dùng. Trong rau má thì chứa rất nhiều chất có lợi cho sức khỏe, ví dụ như là canxi này, phốt pho, magie, các loại vitamin như vitamin B1, B2, B3, vitamin C. Ngoài ra thì rau má còn có tác dụng kích thích quá trình tổng hợp collagen, giúp hình thành tế bào da mới. Vì thế là các chị em phụ nữ rất là tin dùng rau má như một loại mỹ phẩm lành tính từ thiên nhiên. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn,
ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website happylife.dvms.vn. Fanpage happylife.dvms.